Chào mừng các em đến lớp tiết học ngày hôm nay. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài số 13, enthalpy tạo thành và sự biến thiên enthalpy của phản ứng hóa học. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thế nào là phản ứng tỏa nhiệt. Các em đến thí nghiệm số 1, sự thay đổi nhiệt độ khi phao sóng phản ứng với nước. Chúng ta sẽ cùng quan sát một đoạn clip và trả lời ba câu hỏi. Thứ nhất là nêu hiện tượng, thứ hai là viết chương trình phản ứng xảy ra, thứ ba là nêu nhận xét sự thay đổi nhiệt độ của phản ứng đó. Sau đây chúng ta cùng quan sát đoạn clip. Thí nghiệm sự thay đổi nhiệt độ khi vôi sống phản ứng với nước. Để thực hiện thí nghiệm, cô đã cố định nhiệt kế bằng kẹp sắt. Đầu của nhiệt kế tiếp xúc với nước được để trong một chậu thủy tinh chịu nhiệt. Các em hãy quan sát mực chất lỏng của nhiệt kế và ghi nhận giá trị nhiệt độ của nước. Bây giờ cô sẽ cho vôi sống vào trong chậu thủy tinh đựng nước. Các em hãy quan sát hiện tượng xảy ra. Dùng đũa thủy tinh khuấy nhẹ. Sau khoảng 2 phút, các em hãy ghi nhận giá trị nhiệt độ của nhiệt kế. Từ thí nghiệm, các em hãy nêu hiện tượng, giải thích và rút ra kết luận. Sau khi quan sát đoạn phim thì các em thấy trạng thái cốc nước trước khi cho CaO vào thì nhiệt độ của nó khoảng là 32 độ và sau phản ứng thì nhiệt độ nó khoảng là 51 độ. Ở đây cái hình vẽ cũng chưa có thể hiện chính xác lắm ha. Mình quan sát trong cái hình của cái phim thí nghiệm thì nó chính xác hơn. Thì chúng ta nhận xét được rằng hiện tượng xảy ra khi CaO tác dụng với nước sẽ tạo dung dịch màu trắng đục và phản ứng thì tỏa nhiều nhiệt. Quy trình phản ứng CaO tác dụng với nước cho ra CaOH tất cả hai lần. Phản ứng xảy ra có sự tăng về nhiệt độ. Như vậy thì kết luận rằng phản ứng này là phản ứng tỏa nhiệt. Thì phản ứng tỏa nhiệt là gì? Là phản ứng hóa học có sự giải phóng nhiệt năng ra môi trường. Thì trái ngược với phản ứng tỏa nhiệt sẽ là phản ứng thu nhiệt. Chúng ta sẽ cùng thảo luận hai cái thí nghiệm sau đây để hiểu xem thế nào là phản ứng thu nhiệt. A. Khi thả viên vitamin C sủi vào cốc nước như hình bên, em hãy dự đoán sự thay đổi nhiệt độ của nước trong cốc. B. Trong phản ứng nung đá vôi, nếu vừa cung cấp nhiệt, phản ứng có tiếp tục xảy ra hay không? Rồi, chúng ta dừng một chút xíu để suy nghĩ ha. Trong trường hợp A, thì khi mà các em cho cái viên sủi vitamin C vào nước, các em sờ bên ngoài thành cốc thì sẽ thấy cái thành cốc nó mát.
Có nghĩa là cái nhiệt độ của nước trong cốc nó giảm đi, hay nước nó sẽ mát hơn đúng không? Còn ở thí nghiệm B, trong phản ứng ngưng đá vôi CaCO3, nếu ngừng cung cấp nhiệt, phản ứng sẽ không tiếp tục xảy ra nữa. Thì hai phản ứng này chính là đại diện cho phản ứng thu nhiệt. Phản ứng thu nhiệt ngược lại phản ứng tỏa nhiệt, đó là phản ứng hóa học có sự hấp thu nhiệt năng từ môi trường. Như vậy thì chúng ta đã vừa tìm hiểu xong phản ứng tỏa nhiệt, phản ứng thu nhiệt. Kem đến phần số 3 là tiến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng, ký hiệu là delta R-298. Để hiểu rõ phần này, các em đọc sách giáo khoa và trả lời cho cô ba câu hỏi. Thế nào là tiến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng? Điều kiện thế nào gọi là điều kiện chuẩn? Phương trình nhiệt hóa học cho biết điều gì? Các em đọc sách giáo khoa, sau đó chúng ta sẽ cùng thảo luận phần này. Rồi phần này chúng ta thấy là biến thiên enthalpy chuẩn là nhiệt lượng tỏa ra hay thu vào của phản ứng được xác định ở điều kiện chuẩn, ký hiệu là delta HR298. Điều kiện chuẩn được tính ở áp suất 1 bar, nồng độ 1 m đối với dung dịch, nhiệt độ là 25 độ C hay còn gọi là 298 độ K. Phương trình nhiệt hóa học là phương trình hóa học có kèm theo nhiệt phản ứng và trạng thái của chất tàu và sản phẩm. Ví dụ như cái phương trình ở đây, các em thấy là ở đây mình có cái trạng thái của CH4, của O2, của CO2, của nước và có kèm theo cái nhiệt tỏa ra, đây là âm 890 kJ đúng chưa? Thì cái phương trình này gọi là phương trình nhiệt hóa học của phản ứng. Chúng ta thấy một cái khái niệm mới là enthalpy tạo thành của phản ứng, ký hiệu là delta HF298. Như vậy thì nó khác nhau ở chỗ gì? Hồi nãy là chữ R này, chữ S đúng không? Chữ S này được ký hiệu là tạo thành, thì gọi là enthalpy tạo thành hay gọi là nhiệt tạo thành. Người ta được quy ước là nhiệt kèm theo phản ứng tạo thành một mol chất đó từ các đơn chất bền nhất, thì ký hiệu là delta HF298. F là chữ formation, là các sự tạo thành đúng không? Ví dụ như các em thấy là C cộng O2 ra CO2, thì C carbon là ở trạng thái bền vững đơn chất của nó đúng không? Còn O2 là oxygen, là trạng thái đơn chất bền vững nhất của nó. Thì hai chất này tác dụng với nhau tạo ra một mol CO2. Nó giải phóng ra năng lượng là âm 293,5 kJ trên mol. Thì người ta nói đây chính là nhiệt tạo thành của phản ứng này. Thì các em phân biệt được cái nhiệt tạo thành là delta HF298 đúng không? Còn khi là biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng là delta HR298. Được chưa? Chữ R là reaction, còn chữ S là formation, là cái là phản ứng, một cái là tạo thành. Ý nghĩa của dấu và giá trị delta HR298. Vậy delta HR là gì? Nhắc lại cô nghe thêm. Delta HR là biến thiên enthalpy của phản ứng đúng không? Chữ R là phản ứng, được chưa? Thì các em quan sát cái biểu đồ bên trái, biểu đồ bên phải. Biểu đồ bên trái là ứng với phản ứng tỏa nhiệt. Biểu đồ bên phải, sơ đồ bên phải là ứng với phản ứng thu nhiệt. Thì trong trường hợp phản ứng tỏa nhiệt, các giá trị delta HR của chúng ta sẽ mang giá trị âm. Và trong phản ứng tỏa nhiệt, thì các em thấy là cái nhiệt tạo thành của chất ban đầu, chất tham gia nó sẽ lớn hơn nhiệt tạo thành của chất sản phẩm, đúng không? Còn phản ứng thu nhiệt thì nó ngược lại, cái delta HR của nó lớn hơn không, và cái nhiệt tạo thành delta HF của chất lầu nó sẽ nhỏ hơn cái delta HF của chất sản phẩm. Thì từ đó các em rút ra một số cái kết luận như sau. Dấu của biến thiên enthalpy sẽ cho biết được phản ứng nó tỏa nhiệt hay thu nhiệt. Nếu như cái delta HR 298 mà lớn hơn không thì phản ứng đó là phản ứng thu nhiệt. Còn ngược lại, nếu nó nhỏ hơn không thì phản ứng đó là phản ứng tỏa nhiệt. Và thường là phản ứng tỏa nhiệt nó sẽ xảy ra thuận lợi hơn. Ví dụ ta xét hai phản ứng sau đây thì cái nào thu nhiệt, cái nào tỏa nhiệt ta? Nhìn rất là đơn giản đúng không? Cái dấu trừ giá trị âm là nó là phản ứng tỏa nhiệt, còn giá trị dương thì nó là phản ứng thu nhiệt. Vậy các em đã vừa kết thúc xong cái bài số 13, chúng ta đi qua được 5 phần đúng chưa? Chúng ta cùng tổng kết lại. Thứ nhất là gì? Học phản ứng tỏa nhiệt. Thứ hai là phản ứng thu nhiệt.
Thứ ba là trong bài học về biến thiên enzyme vi chuẩn của phản ứng, tức là delta HR298, đúng chưa? Còn thứ tư là ta học về nhiệt tạo thành của phản ứng chuẩn là delta HF298. Và cuối cùng ta học về ý nghĩa và dấu của giá trị delta HR. Có nghĩa là gì? Khi nó nhỏ hơn không thì nó là tỏa nhiệt. Khi lớn hơn không thì nó là thu nhiệt. Và phản ứng tỏa nhiệt thì thường dễ dàng xảy ra hơn. Vậy thôi. Và cảm ơn các em đã lắng nghe bài giảng. Các em về nhà xem lại bài và để ôn tập để chúng ta học tập hiệu quả hơn.